Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Ngay trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4, ngày đầu tiên người dân trên cả nước áp dụng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội, thì không khí tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội đã vắng hẳn người qua lại. Vào sáng nay ngày 1 tháng 4, toàn quốc bắt đầu thực hiện theo chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách, an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo đúng quy định. Chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn. Thủ tướng nhấn mạnh việc đảm bảo đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân. Và theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng nay ngày 1 tháng 4, nhiều tuyến đường lớn của Hà Nội như là Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, bờ hồ Hoàn Kiếm vắng lặng người. Nhiều người dân tin tưởng rằng việc hạn chế đi lại trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng và tránh lây lan dịch bệnh. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 thì sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like và subscribe S News nhé.